Dạ em xin chào MC Quyền Linh ạ. Em chào chị Nam Thư. Em chào, quý vị khán giả đang ngồi phía dưới. Em tên là Nguyễn Thanh Thảo và em đến từ Bình Dương ạ. Năm nay em nhiêu tuổi rồi Thảo? Dạ em sinh năm 1991 đó chị. À, mình làm công việc gì hả Thảo? Hiện tại thì em có hai công việc. Thì ban ngày thì em làm kế toán, còn ban đêm thì em tự làm chủ cho em. Dạ em bán hàng online, em đi dạy kèm đó chị. Mời bạn trai. Em xin giới thiệu với chương trình, em là Nguyễn Bá Ngọc. Em sinh 1983. Yeah. Em quê Thanh Hóa nhưng em vào Bình Dương 22 năm rồi. Ở Bình Dương 22 năm? Dạ. Ở đâu? Dạ em ở Thuận An. Thuận An á hả? Dạ. Hỏi coi hai người gần nhau không? Anh hỏi là em ở chỗ nào Bình Dương vậy em? Dạ em ở Thủ Dầu Một anh. À cũng gần mà. Mình cho biết một ít cái ưu điểm, khuyết điểm đi bên đàn gái. Dạ ưu điểm của em thì em là người vui vẻ, hòa đồng. Em dễ bắt chuyện, thân thiện. Nhưng mà khuyết điểm của em thì em lo xa, nhưng mà cái xa của em nó không giống như người ta. Ví dụ chị nghe nè. Ví dụ như người ta đi xa thì chừng một cây số thôi, còn em đi xa lên tới xa quả luôn á chị. Em đi xa quá. Em đi xa quá nên em cần một người kéo em xuống kịp thời. Thôi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ em thì em sống chân thật. Chân thật. Dạ, hòa đồng, vui tính. Khuyết điểm của em là em hút thuốc khá nhiều. Hút thuốc nhiều à? Hút ngày mấy gói? Chắc cũng cả gói. Tại trời ơi. Em là kinh doanh buôn bán bên bia. Em là phân phối. À, nhà phân phối bia ha. Dạ. Ý, vậy thì chắc nhậu dữ lắm hả anh ơi? À không, có chị Nam Thư. Em thì nói chung không phải ai cung cấp bia cũng biết nhậu hết. À. Em thì cũng biết uống nhưng mà tiểu lượng em ít lắm. Công việc thì em cũng có tham gia chút thôi. Vậy thì được. Dạ. Nói chung là hút thuốc mà giảm được thì tốt nữa. Dạ. Nha. Rồi. Đường tình của bên đàn gái sao? Dạ hiện tại thì em cũng trải qua hai mối tình nhỏ nhỏ hồi sinh viên của em thôi, chứ cũng không có gọi là sâu sắc cho lắm. Dạ. Yêu mấy tháng? Cái mối tình lâu nhất của em là hồi sinh viên thì kéo dài 3 năm rồi anh. Đã có hứa hẹn gì chưa? Dạ chưa luôn anh. Đã có nắm tay chưa? Dạ chưa luôn, cũng chưa hôn bao giờ. Trời. Yêu 3 năm mà chưa. 3 năm thì bởi vậy nên tụi em mới chia tay á chị. Anh Ngọc ơi. Dạ. Mình đã nắm tay bao nhiêu cô rồi? Em thì cũng nắm rất nhiều, mình chính thức được 3 cô chị. Ba cô luôn. Mối tình cô nào dài nhất? Là cô đầu tiên ấy nha anh. Tại em thì nói chung là yêu trẻ dữ lắm. 23 tuổi em mới có mối tình đầu tiên. Rồi ba cái mối tình đó tại sao lại chia tay nhau mà thứ quen lúng bánh như vậy? Thứ nhất thì khi em còn ít tuổi á, thì sự nghiệp của em chưa có gì hết. Mà mình xác định mình cuộc sống ở phương Nam này. Rồi cái khi mà mình có một cái kinh tế ổn định quen người cùng á, thì người ta lại không đồng ý là cuộc sống mình với mẹ mình. À, ý là chỉ hai vợ chồng sống thôi, mà em là con trai duy nhất gia đình. À, có trách nhiệm gia đình với mẹ đúng không? Dạ, em vì nhà mình, nhà riêng mình luôn. Em thì chưa có nhà, nhưng tương lai 1-2 năm nữa em sẽ có nhà, bởi vì em đang còn vướng bận vào kinh doanh buôn bán. Nhưng mà hướng sắp tới thì khoảng bao lâu nữa thì mình có thể? 1-2 năm nữa. 1-2 năm nữa. Dạ. Bên đây cũng là một chàng trai có chí hướng, nhưng mà có chí thông hướng. Báo trước là bên đây là ở với mẹ, là bắt buộc phải là làm dâu đó. Dạ. Nếu vậy thì Thảo, em có ngại chuyện làm dâu không? Em không có ngại cái vấn đề phải làm dâu, nhưng mà em nghĩ là tốt nhất là nên ở riêng. Tại vì sinh hoạt vợ chồng thì sẽ nhiều cái nó sẽ thoải mái hơn. Thiệt sự là gia đình anh thì cũng có ít người thôi, thì anh và hai đứa em thôi. Mà hai đứa em thì nó lấy chồng và sinh sống ngoài Bắc rồi. Thì trong đây thì anh công việc của anh rất là bận, phải có mẹ để phụ giúp nhà cửa, nên chung rất là nhiều việc. Như vậy thuận lợi đó. Dạ. Bây giờ Thảo, em có thể nói về cái mẫu người đàn ông mà em mong muốn tìm cho mình không? Người yêu của lý tưởng của em. Thật ra thì em cũng không có mẫu gì cho lắm. Chỉ là người đó sống biết hiểu chuyện, biết suy nghĩ cho em. Chứ là nhiều khi tính của em thì nó cũng hơi con nít tí xíu á. Nên cần một người nó cũng hơi trưởng thành hơn em tí xíu. Rồi, bên đây muốn một người phụ nữ như thế nào? Thứ nhất là em mong muốn một người phụ nữ là hiền, là mẫu phụ nữ của gia đình. Của gia đình. Và có một nét đẹp truyền thống. Rồi để anh qua xem đàn gái coi sao nha. Dạ có gì nói nghe anh. Rồi đàn trai qua xem mắt đàn gái. Dạ em chào anh. Chào đàn gái. Dạ. Cười rất là tươi ha. Công nhận em cũng là một người có chí hướng đó chứ. Dạ. Làm việc sáng rồi trưa chiều tối luôn nữa. Dạ em là người sống tự lập anh. Chính em xác. Độc lập về tài chính. Đúng vậy. À, nãy giờ nghe em bên kia nói thì em cảm nhận ảnh là người thế nào? Em mới cảm nhận sơ sơ thì nghĩ ảnh cũng là người có tình cảm. Đúng rồi, tại vì ảnh đang chăm sóc mẹ của mình đó. Thật sự anh nói ở đây á, với tư cách đàn anh của em đó. Dạ. Hãy về sống chung với mẹ chồng đi. Mẹ chồng bây giờ á, không phải như mẹ chồng ngày xưa. À, mình về đó mình có rất nhiều cái điều kiện thuận lợi. Có thể em sinh em bé rồi mẹ chồng chăm sóc, em đi làm em có thể phát triển. Còn bây giờ này, nếu em ở một mình, em phải đứng ra chăm sóc,
em đâu có làm việc được, đúng không? Tại vì em tính em nó độc lập từ đó giờ rồi, nên giờ có người khác vô em cũng hơi khó chịu. Cái này em nghĩ là phải để hai bạn tìm hiểu với nhau rồi thích nghi như thế nào rồi. Không, tức là anh muốn em thay đổi cái suy nghĩ đó thôi. Dạ. Sống một mình buồn lắm em ơi. Dạ. Ha? Chào anh. Dạ em chào chị. Anh dạ thôi anh được nghe bằng chị. Trời dạ. em trẻ lắm. Anh thích một mẫu người bạn gái như thế nào về ngoại hình á? Thì ngoại hình thì từ 1m55 tới 1m6 được rồi chị. Dạ. Cân nặng thì tầm 55 tới 60 cũng được. Vậy thôi. Vậy thì nãy giờ nghe nói chuyện rồi đó. Anh hình dung cô gái bên này như thế nào? Em nghĩ là cô bên đó cũng cá tính cũng mạnh. Cô nói là cô độc lập thì em cũng bước ra cuộc sống, ra bước vào đời là lúc 15 tuổi. Em cũng độc lập từ lúc 15 dạ. tuổi. Dạ. Hai người độc lập. Cưới về hai người sống hai nhà cũng được. Thôi bây giờ lập. Mình giao lưu người thân đi. Đúng rồi. Bạn gái đi với ai? Dạ hôm nay em đến với bạn của em chị. Dạ lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay à. Dạ thì em chỉ có vài điều muốn nói là bạn của em thì tính tình thì khá là trẻ con, nói chuyện thì rất là vô tư hồn nhiên và nghĩ sao nói vậy. Nếu mà hai người mà có đi với nhau về sau này á, thì em nghĩ là anh sẽ có một trái tim anh phải nói là rất là rất là vĩ đại để có thể mà bao bọc những cái tính tình hơi trẻ con của bạn em anh. Rồi, dạ em chỉ có nói vậy thôi ạ. Rồi cảm ơn em. Hôm nay Ngọc đi với ai? Dạ em đi với mẹ với các anh chị trong gia đình. Mẹ nữa hả? Có mẹ nữa hả? Rồi chào cô. Dạ, lời đầu tiên tôi xin chào trường quay, xin chào anh Quỳnh Linh và chị Nam Thư. Dạ, có nhau và xin chào tất cả mọi người. Tôi là mẹ của cháu Ngọc. Thì hôm nay tôi đi đến đây với cháu thì với nguyện vọng là cũng mong gái của cháu là hợp với cháu để tôi mau có con dâu, có cháu nội đứa bồng. Cô thấy con dâu tương lai có hợp với mình không? À con ơi, Thảo ơi. Dạ, cô chào cô. Nói vậy thôi chứ cô cũng không có khó khăn gì đâu. Thì cô cũng làm dâu rồi mà. Thì con thì nói thật là cô thì có mình nhìn là Hằng Ngọc con trai thôi. Nói chung là mẹ con thì cũng phải đùm bọc. Nếu mà hai con mà cứ đến được với nhau được, con cứ thích ở riêng thì cũng được, không sao. Không sao, cô nói thật, cô rất dễ. Dạ. Cô lại muốn thích về quê, về muốn đi đâu đi cũng được, cũng không sao. Thường quá. Cô dạ. Được, cũng, cái thật. Rất là tâm lý. Một người mẹ tuyệt vời luôn. Dạ. Sẵn sàng hy sinh tất cả vì vậy con của mình. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ vâng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái không gian riêng của hai bạn. Dạ. Cứ tìm hiểu và trò chuyện và quyết định nha. Mở rào. Chào em. Dạ em chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Dạ, nên là quyển sách em tâm đắc nhất nhưng mà em chưa có kịp đặt nó nên hy vọng là anh sẽ ngồi đọc cho em nghe. Dạ em cảm ơn em. Dạ em đây cảm ơn. 99 bó hồng cũng tượng trưng cho tình cảm của anh dành cho em ấy. Rồi bây giờ hai người bắt đầu nói chuyện đi nha. Nếu anh nói nếu mà chúng mình đến được với nhau thì em mong muốn một cái cuộc sống gia đình như thế nào? Em chỉ đơn giản là vợ chồng hiểu nhau là được rồi. Thì nãy em nói là em chỉ muốn hai vợ chồng sống thôi. Tại vì kiểu như là em nó độc lập quá cho nên nhiều khi tính của em nó cũng hơi vô tâm. Nhiều khi em cũng hững hờ với người khác lắm. Em cũng ít quan tâm, em chỉ nghĩ cho bản thân em thôi à. Em có thể tranh luận với bạn ấy để tìm ra mấu chốt để cùng hòa hợp với nhau. Cái chuyện mà ở chung với mẹ và không ở chung với mẹ, chuyện này khó đó. Cái vấn đề là em nói ra là ý là trong cái cuộc sống gia đình đó, ví dụ anh với em tới với nhau là ý là chỉ có anh và em thôi. Dạ đúng rồi. Cái đó thì với anh thì anh không thể chấp nhận được. Không, thì thật ra thì nó cũng xuất phát từ cái khuyết điểm của em. Tại vì em là cái người hơi hay lo xa này kia. Nên là em nghĩ là ở chung thì em thấy có nhiều cái mâu thuẫn á. Thì khi em chỉ thương cái người đàn ông của mình thôi. Tại vì khi mà lúc đó người ta sẽ đứng ở giữa mẹ và vợ, không biết là phải xử lý là nghiêng về bên nào. Nó cũng sẽ dẫn đến cái vấn đề là em không thích ở chung. Anh hiểu vấn đề em muốn nói rồi. Thì anh cũng nói là vấn đề là nói chung để nói nhanh Quỳnh Linh để tìm ra được cái chung nó thiệt là khó. Vì anh cũng quan điểm của anh là như vậy. Dạ. Yeah. Bây giờ quan điểm cuối cùng, bởi cái đây là cái mà nãy giờ vẫn chưa giải quyết được. Em lấy vợ. Dạ. Yeah. Bắt buộc là phải về sống chung với em với mẹ. Dạ yeah, đúng rồi. Đúng không? Em lấy chồng. Dạ. Yeah. Em không muốn sống chung với mẹ chồng. Đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Quyết định như vậy. Dạ. Yeah. Không sống chung với ai hết.
Có thể là sống chung với gia đình của em. Có thể là sống chung với gia đình của em. À, hả? Tức là sống chung gia đình em thì được. Dạ đúng rồi, sống chung gia đình em thì được. Ý, cái đó phải lo xa mà, cái đó là ích kỷ đó bé gái. Sao vậy em? Sao sống chung gia đình em được mà không sống chung gia đình chồng được? Anh nói nè, về nhà chồng đi, rồi em sẽ hối hận những cái lời nói của em đó. Thôi cái này để suy nghĩ sau. Suy nghĩ sau hả? Không, bây giờ mình phải giải quyết cho ra vấn đề. Chị nói nghe nè, những gì em nói ở đây, dạ, những gì em suy nghĩ ở đây, tất cả khán giả ngồi trường quay đều thấy, tất cả khán giả xem TV sẽ chứng kiến. Và qua đây họ sẽ có đánh giá, họ sẽ có suy nghĩ về em, về phát ngôn của em. Nên thực sự phải cẩn trọng. Ví dụ như chị đang nghĩ là em muốn độc lập hai chồng sống với nhau, cuối cùng bây giờ em giật ngược lại, em nói em về sống với gia đình em. Như vậy không phải là chị nghĩ là hơi bị ích kỷ cho bản thân mình rồi. Suy nghĩ kỳ lại đi em gái, về nhà chồng nha. Dạ thôi, nếu mà anh nãy giờ suy nghĩ vậy em thấy ý kiến nó cũng hay. Cũng hay, đúng rồi. Một tràng pháo tay cho cô gái. Thật sự thế này nè, anh thấy anh Ngọc đây cũng rất là chân thành. Em một cô gái cũng rất là dễ thương. Mẹ chồng dễ thương vô dễ cùng thương, luôn. Rất thương. Tại vì em nhiều cái nãy như bạn em bà đó. Bớt lo xa đi. Mọi người cho em xả nha. Bà sợ về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, rồi chồng đứng giữa rồi không biết, rồi lỡ con trai lúc phải binh mẹ. Bà bớt lo xa đi, hiểu không? Dạ. Bây giờ cuộc sống bây giờ thế kỷ 21.4.0 rồi. Đừng có la em gái tôi. Em gái tôi dễ thương, em gái tôi sợ thôi. Dạ. Anh hiểu em. Không phải. Nhưng mà cuối cùng là bây giờ là cuối cùng là em đồng ý về nhà chồng chưa? Dạ rồi anh. Rồi nha, nghe lời anh đi. Đây là chỗ dựa rất tốt luôn đó. Dạ. Rồi nha, đường ra đó Ngọc. Bớt lo xa nha, bớt lên chân. Dạ. Chăng nha. Em gái rất là dễ thương nhưng có một điều là em giữ quan điểm của mình quá. Dạ. Cuối cùng thì cánh cửa tình yêu cũng đã mở đó. Dạ. Bây giờ để giải tỏa căng thẳng mình hát nhau tặng nhau bài đi, cái chuyện này sao nó căng thẳng quá. Vậy đi. Em thì hát không có hay nhưng cũng hay hát. Bắt đầu. Em thì không nhớ tựa bài hát gì mà cứ hát ra chắc là rồi, người sẽ biết. Dạ. 2, 3. Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua anh gối ghém từng kỷ niệm. Phải giấu con đường xưa, những chiều hẹn cơn mưa đổ, mưa lạnh vai em, anh thấy lòng mình giá bằng. Hay quá. Giây phút quyết định đã tới. Nếu mà Thảo rung động thì Thảo bấm, nếu Ngọc rung động thì bấm. Không phải bấm để mình vừa lòng ai đó, thích thì bấm, không thích thì thôi. Nào. 3 2 1 Hết thời gian. Em có bấm không vậy? Dạ không. Rồi, cảm ơn em, đứng lên nè. Đây, hoa của em. Thảo ơi, tại dạ, sao lại không bấm Thảo? Không, thật sự bạn Nam cũng là người rất là tốt. Nhưng mà nãy Gia nói là mình chỉ thật sự cảm thấy rung động thì mình mới bấm. Đúng vậy. Dạ, tại vì có thể là bạn đó tốt nhưng mà có những cái em chưa thật sự cảm thấy rung động với bạn. Chính xác. Dạ. Điều đó là một điều mà chúng tôi luôn luôn muốn nó chân thật tại bạn mối hẹn hò. Không rung động, tôi bấm cũng không để làm gì cả. Chúng tôi trân trọng những cái tình cảm thật đó, những cái quyết định thật đó. Nhưng mà hãy mở lòng ra chút xíu nha Thảo. Và tôi hy vọng rằng một ngày sớm nhất thì khán giả truyền hình sẽ bấm nút cho hai bạn. Yeah. Em cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho tụi em đến với nhau. Tuy rằng là không đến với nhau thì anh cũng chúc em sẽ tìm một cái người phù hợp với mình. Dạ. Yeah. Cảm ơn em. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Mời em đây với Thảo. Một ca rất khó.